Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của Vnews Truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, thời gian gần đây đã xảy ra không ít những vụ việc dùng hung khí tấn công lực lượng công an gây xôn xao dư luận. Mới đây thì một vụ việc chống đối lực lượng chức năng bằng hàng nóng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến một cán bộ bị thương. Hiện đối tượng đã bị công an tạm giữ để điều tra thêm. Cụ thể, ngày 5 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lập, 39 tuổi, ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc chủ đầu tư dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sông Lô 2 tiến hành thi công xây dựng kênh thoát nước. Đây là phần diện tích đất thuộc khu công nghiệp thuộc xã Đồng Thịnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép xây dựng. Trong quá trình thi công, mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Lập có hành vi chửi bới, thách thức, hủy hoại tài sản của công ty tiếp nhận thông tin chính quyền địa phương và công an xã đồng thịnh đã đến hiện trường để tuyên truyền vận động và lập biên bản sự việc lúc này nguyễn văn lập đem theo hung khí và một vật nghi là súng ra khu vực đang thi công sau đó lập dùng vật nghi là súng tấn công về phía lực lượng chức năng làm thiếu tá nghiêm xuân thành trưởng công an xã đồng thịnh bị thương ở cánh tay tiếp đó lập về cố thủ tại nhà riêng ở thôn yên tĩnh xã đồng thịnh Đến 18 giờ cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an huyện Sông Lô tổ chức vây bắt đối tượng. Đến tối ngày 5 tháng 12, Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Lập, thu giữ một khẩu súng và một số vật dụng khác. Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Thịnh cho biết, nhiều cán bộ chiến sĩ công an được huy động tới khu vực xảy ra sự việc để làm nhiệm vụ. Hiện công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ ngày 8 tháng 11 tại Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thuận An đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Vũ Quyết Thắng, sinh năm 1995, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên đường quốc lộ 13 đoạn ngã tư cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã kiểm tra và phát hiện Vũ Quyết Thắng điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,837mg trên 1 lít khí thở nên tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm. Trong quá trình kiểm tra xe, đối tượng Thắng bất ngờ dùng tay tấn công vào vùng mặt của một cán bộ cảnh sát giao thông là thành viên của Tổ tuần tra đặc biệt 171, tổ tuần tra đã khống chế bàn giao đối tượng Vũ Quyết Thắng cho công an thành phố Thuận An xử lý theo quy định. Cũng trong ngày 8 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm vật dụng ném vào cán bộ công an. Người này sau đó tiếp tục dùng cây gỗ lao vào tấn công chiến sĩ trên. Bằng các kỹ năng nghiệp vụ, phía công an đã lập tức khống chế được người đàn ông trên và xử lý theo quy định pháp luật. Theo người đăng tải clip, sự việc diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 11 tại giao lộ đường số 4 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên thì người dân chứng kiến người đàn ông có biểu hiện không được bình thường, trên tay cầm cây gỗ đuổi tấn công một cán bộ công an. Người đàn ông sau đó đã dùng vật dụng ném về phía cán bộ công an nhưng không trúng. Người này tiếp tục cầm cây gỗ lao đến định tấn công thì cán bộ công an lùi lại thủ thế. Nhân lúc người đàn ông không chú ý, công an và người dân xung quanh đã ập vào khống chế đưa về trụ sở công an phường xử lý. Theo một nguồn tin, người đàn ông được đưa về phường có biểu hiện không bình thường, liên tục la hét. Người này được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ma túy, đồng thời thông báo cho người nhà. Còn công an trong clip trên là cấp bậc thiếu tá là cán bộ công an của phường 10, quận Tân Bình. Thưa quý vị, thêm một vụ việc khác về hành vi chống đối người thi hành công vụ ngày 27 tháng 11 vừa qua, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng tên là Doãn Đức Lập, sinh năm 1990, về hành vi dùng hung khí chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ. Được biết đối tượng có biểu hiện vô cùng manh động, khiến công an buộc phải khống chế bằng cách nổ súng chỉ thiên. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại km 931-300, quốc lộ 1A, trước số nhà 555C đường Trường Trinh, thuộc địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước do Trung tá Lê Dũng Tổ trưởng và các tổ viên gồm Thiếu tá Trương Đức Nhơn, Đại úy Thái Duy Kiên, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến ca công tác từ 18 đến 24 giờ. Đúng lúc này bất ngờ bị đối tượng Doãn Đức Lập điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 43X6-5595 mang theo hung khí bằng kim loại dài khoảng 30cm màu trắng tấn công tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Hòa Phước, trong đó nhắm trực tiếp vào đại úy Thái Duy Kiên. Do cảnh giác đại úy Thái Duy Kiên phát hiện nên đã tránh được đối tượng Lập tiếp tục cầm dao truy sát trước tình thế bị đối tượng lập truy sát đại úy kiên đã nhanh chóng sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và tạo khoảng cách an toàn chờ sự hỗ trợ ngay sau đó nhiều cảnh sát giao thông người dân kịp thời chấn áp hỗ trợ nên đối tượng đã bỏ chạy băng qua đường dây xe lửa đối diện để trốn Tổ công tác tiếp tục nổ súng chỉ thiên, truy đuổi và đã khống chế bắt giữ được đối tượng Lập, thu giữ hung khí, bàn giao cho công an quận Thanh Khê tạm giữ, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng Lập có chỉ số cồn là 0,951mg trên một lít khí thở, mức cao nhất. Đáng chú ý trước đó đối tượng Lập đã bị tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước lập biên bản vi phạm nồng độ cồn vào ngày 17 tháng 11 năm 2024 cũng nằm trong số các vụ chống đối người thi hành công vụ gây xôn xao trong thời gian qua. Tại Bình Phước, vào ngày 19 tháng 8, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng súng, chống trả cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ. Cụ thể, sáng 17 tháng 8, tổ công tác gồm trung tá Đỗ Hữu Đại, thượng úy Vũ Thành Quý và trung úy Nguyễn Đình Thành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện vi phạm tốc độ trên đường DT751, đoạn thuộc khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành, Bình Phước khi đang kiểm tra tài xế điều khiển xe taxi vi phạm tốc độ thì tổ công tác phát hiện người đàn ông ngồi băng ghế sau trên xe có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu người này xuống xe để kiểm tra hành chính bất ngờ đối tượng lấy trong túi sách ra một khẩu súng dạng súng rulo và một chiếc ví da rồi xô ngã thượng úy quý bỏ chạy nhận định đối tượng có biểu hiện liên quan đến tội phạm nguy hiểm và sử dụng trái phép vũ khí để chống trả rất manh động liều lĩnh với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi triển khai phương án bắt giữ đối tượng lúc này trung tá nguyễn tấn triệu đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã trơn thành trung tá nguyễn tấn vạn trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông đồng phú bình phước và anh nguyễn tấn phú ngụ tại khu phố trung lợi phường hưng long chứng kiến sự việc đã cùng hỗ trợ tổ công tác truy bắt đối tượng đang bỏ chạy bị lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng chạy vào nhà dân gần đó cố thủ và dùng súng chĩa về phía lực lượng truy bắt nhưng đạn không nổ ngay lúc này, tổ công tác cùng với các đồng chí Nguyễn Tấn Triệu, Nguyễn Tấn Vạn, Nguyễn Phú Quý đã dũng cảm áp sát, tước vũ khí khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng rulo, 100 gam ma túy đá và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Ngọc Oanh, sinh năm 1995, ngụ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với ma túy thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại